kính mời quý khán giả cùng Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vừa buổi gặp mặt với đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà khoa học diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng đối với giáo dục nước nhà. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại phong trào bình dân học vụ với chính sách cưỡng bức học chữ quốc ngữ không mất tiền. Sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã căn bản xóa xong nạn mù chữ ở vùng Đồng Bằng và Trung Du, miền núi miền Bắc. Hậu quả do chính sách ngu dân của thực dân Pháp xâm lược, thành tựu xóa nạn mù chữ là nền tảng đầu tiên, căn bản nhất để cách mạng Việt Nam vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đạt được thành tựu vĩ đại sau 40 năm đổi mới đất nước từ bài học bình dân học vụ tổng bí thư đã chỉ đạo phát động thực hiện phong trào bình dân học vụ số theo tổng bí thư chất lượng giáo dục ở các cấp học còn hạn chế giáo dục đại học vẫn tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới nặng về lý thuyết nhẹ về thực hành chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh và nhu cầu thị trường hàng chục ngàn cử nhân kỹ sư thạc sĩ tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm hoặc làm không đúng nghề nghiệp được đào tạo không chỉ gây ra lãng phí lớn mà còn phản ánh rõ nét hạn chế của giáo dục đào tạo. Đội ngũ nhà giáo vẫn còn thiếu về số lượng, một bộ phận yếu về năng lực chuyên môn, chưa tích cực đổi mới, một bộ phận nhỏ vẫn còn có biểu hiện vi phạm đạo đức gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo chưa tương xứng với yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, trong khi xã hội hóa các nguồn lực đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Bài phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm cho chúng ta thấy sâu sắc hơn về thực trạng của nền giáo dục nước nhà, từ phổ thông đến đại học, những yếu kém trong giáo dục, để những nhà quản lý, giáo viên tìm cách khắc phục, đưa giáo dục nước nhà lên một tầm cao mới, xứng đáng với sự quan tâm của đảng, nhà nước đối với giáo dục. Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Trong đó, cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực quyết định cơ hội phát triển của mỗi nước được xác định là cốt lõi. Trong đó, vai trò của người thầy trong kỷ nguyên vương mình của dân tộc, kỷ nguyên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu là vô cùng quan trọng. Sau hơn 2 ngày vào Biển Đông, bão Manh Di suy yếu nhanh. Đến rạng sáng nay, bão suy hạ cấp thành vùng áp thấp, không ảnh hưởng đến đất liền Trung Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7 giờ ngày 20 tháng 11, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc, quần đảo Hoàng Sa, sức gió dưới 39 km h Việc bão giảm cấp nhanh là do khi vào Biển Đông, gặp các điều kiện bất lợi như nhiệt độ mặt nước biển thấp, khối không khí lạnh khô. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong 24 giờ qua, nhiều nơi của Thừa Thiên Huế, mưa lớn như Bình Điền 145mm, Rào Trăng 134mm, Đề Ghi của Bình Định mưa gần 210mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo độ ẩm đất ở nhiều khu vực của Thừa Thiên Huế, Bình Định đã đạt ngưỡng bão hòa. Cùng với dự báo tiếp tục mưa nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các huyện A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, Hương Thủy, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế và Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn, Vân Canh của tỉnh Bình Định. Được biết, Manh Di là cơn bão thứ 9 xuất hiện ở Biển Đông trong năm nay. Dự báo cả mùa số cơn bão ở vùng biển này tương đương trung bình nhiều năm, khoảng từ 9 đến 12 cơn. Sáng ngày 20 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty xuyên Việt Oil. Trong vụ án này, 15 bị cáo xét xử về các tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong đó, 7 người bị xét xử về tội nhận hối lộ gồm Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Thị trường trong nước, Lê Duy Minh, cựu cục trưởng thuế thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Công Khôi, cựu cục phó quản lý giá Bộ Tài chính, Phan Kiến Anh, cựu giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuyên Việt Oil, hầu tòa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ. Bị cáo được quan tâm nhất là Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, hầu tòa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và nhận hối lộ. Thẩm tra lý lịch tại phiên tòa, các bị cáo khai rõ ràng, rành mạch. Riêng bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương khai sinh năm 1963 tại Hải Phòng. Vào năm 1988, bị cáo bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 4 năm về tội đầu cơ, theo Điều 165 Bộ Luật Hình Sự năm 1985 đã được xóa án tích. Trong tuyên bố mới nhất sau khi Ukraine phóng tên lửa Atak MS vào tỉnh Ryan, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhận định phương Tây muốn leo thang cuộc chiến nhằm vào Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm 19 tháng 11, Tên lửa Atac MS được phóng nhiều lần trong đêm nay nhằm vào tỉnh Ryan. Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy phương Tây muốn leo thang. Chúng tôi sẽ coi đây là giai đoạn mới về tính chất cuộc chiến của phương Tây nhằm vào Nga. Ông Lavrov cáo buộc Washington hỗ trợ Kiev, vận hành tên lửa và cho biết, chúng tôi dựa trên thực tế là không thể dùng bất cứ tên lửa Atac MS nào nếu chuyên gia Mỹ không tham gia. Trong đó, có công đoạn nạp dữ liệu vệ tinh và lập trình mục tiêu tên lửa tầm xa mà Ukraine phóng vào Nga có sự kiểm soát của các chuyên gia quân sự Mỹ. Ông Lerov đưa ra tuyên bố sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine phóng 6 tên lửa đạn đạo Atex MS vào tỉnh biên giới Ryan ngày 19 tháng 11. Nga nói rằng phòng không đã bắn hạ 5 tên lửa và làm hư hại một quả đạn. Tuy nhiên, mảnh vỡ rơi xuống một cơ sở quân sự và gây hỏa hạn. Không có thương vong và thiệt hại trong vụ tập kích. Trong khi đó, Ukraine cho biết họ tấn công kho vũ khí ở Nga và thị trấn Karachiv thuộc tỉnh Ryan, cách biên giới khoảng 110 km, và phát hiện 12 vụ nổ thứ cấp sau đòn tập kích. Ukraine không công khai họ dùng quả đạn gì, nhưng các nguồn tin quan chức Ukraine và Mỹ xác nhận với Reuters rằng đó là tên lửa Atex Được biết, thông tin về vụ tập kích xuất hiện vài giờ sau khi Tổng thống Nga Putin duyệt bản cập nhật học thuyết hạt nhân cho phép dùng vũ khí nguyên tử nếu Nga không kích quy mô lớn. Kể cả trong trường hợp đối phương tấn công bằng vũ khí thông thường, mặc dù học thuyết khẳng định chính sách răng đe hạt nhân của Nga chỉ mang tính phòng thủ, nhưng với vụ không kích mới nhất của Ukraine, nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba nếu hai bên không có sự kiềm chế. Tổng thống đắc cử Trump hôm 19 tháng 11 đã tới bang Texas để cùng tỷ phú Elon Musk theo dõi buổi phóng tàu vũ trụ Starship thứ 6 của SpaceX. Tên lửa đẩy mang tàu vũ trụ Starship được phóng từ cơ sở của SpaceX ở Boca Chica, bang Texas. Tên lửa có chiều cao khoảng 122 m được thiết kế để đưa phi hành gia lên mặt trăng và sao hỏa. Tỷ phú Elon Musk dùng mô hình giải thích cho Tổng thống đắc cử Donald Trump về các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra. Ông Trump sau đó cùng ông Musk và một số trợ lý quan chức theo dõi buổi phóng tàu vũ trụ tại khu vực ngoài trời. Tầng đẩy đầu tiên có tên Super Heavy, có thể sử dụng nhiều lần, không quay trở lại bể phóng như lần thử nghiệm diễn ra vào tháng trước. Thay vào đó, bộ phận này rơi xuống vịnh Mexico. Tàu vũ trụ Starship phóng lần này được thiết kế để bay quanh trái đất khoảng 90 phút và hạ cánh tại Ấn Độ Dương vào ban ngày. Trước buổi phóng, tỷ phú Musk nêu một số mục tiêu cốt lõi trong cuộc thử nghiệm trong đó có khởi động lại động cơ của tàu Starship khi đang bay và thực hiện hạ cánh trên đại dương vào ban ngày. Việc ông Trump tham gia chứng kiến buổi phóng tàu vũ trụ Starship cho thấy mối quan hệ thân mật giữa Tổng thống đắc cử và tỷ phú Musk có ý nghĩa với chính trường, chính sách đối ngoại của Mỹ và khả năng con người có thể tiếp cận sao hỏa.